Quay tay thôi ạ. À? Quay tay chị đang làm đồ ăn. Nhà mình làm không hết luôn. Ừ. Ôi sao khéo vậy ta? Chị ơi, chị có thể giới thiệu lại một số món đấy được không chị? Để đi. Cái này chị có món điện thoại xuống. Cái này là bánh đúc nè, cái này là bánh bánh bột lọc. Vâng. Chả. Này bánh bèo, cái này bánh mít trần. Bánh gì chị? Bánh mít trần á, bánh mít trần bột nếp em. Bánh ít trần không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, trong này là cái gì đây? Em giống nhân gì không ạ? Nhân đậu xanh với thịt. À, đậu xanh với thịt. Cái này bánh đúc với cốt dừa. Cái này là đặc sản ở đâu chị nhỉ? Cái này á hả? Vâng. Cái này bánh bèo của miền Trung. Vâng. Tất cả những món này đều là đặc sản miền Trung nha các bạn. Rồi Cái này hành. Vâng. Bánh khôn. Cái này là mình ăn chung hả? Cái này đồ ăn chung không chị? Đúng rồi, cái này đồ ăn chung. Mình bán đây là một suất là bao nhiêu tiền chị nhỉ? Suất 20 em. Một suất 20 ngàn. Chị làm cho em một suất. Này đưa các bạn đi ăn các món đặc sản miền Trung. Đấy. Cái bánh đúc ngon chưa? Ở đây là trên đường Phan Văn Trị nha các bạn. Chị chuyên bán đây luôn đấy chị. Đúng rồi, buổi sáng là bán đây luôn. Là đứng thẳng số 428 đường Phan Văn Trị. Vâng. Phường 7 quận 5. Cái này là đứng đối diện là số 428 của anh chị các bạn. Ai muốn thưởng thức các món đặc sản miền Trung thì có thể tới đây. Đeo bao tay rất là đủ an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. Ôi nhiều vậy hả? Phần thì 20 nghìn nè. Wow. Wow. Một phần cái này là ăn no luôn đấy. Phần về là 20 thì bán bình dân mà. Chị bán này được bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán lâu lắm rồi. Ôi chị ơi, chị mở lại cái hộp cho em chút xíu chị. Chị rất đẹp quá. Trời ơi, 20 ngàn. 20 ngàn đấy các bạn nhé. Vâng. Trời ơi, sao 20 ngàn rẻ vậy? À. Chị có giao hàng không? Có em. À, chị đọc số đi, em thu âm luôn này. À, nè, của chị là 0967 0967 432 432 097 097. Rồi, ai ơi. Cái này là giao hàng tận nơi luôn nha các bạn. Đấy, các bạn nhớ số điện thoại nhá. Rất là sạch sẽ và thì an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 món đặc sản miền Trung. Trời ơi, sao lại bán rẻ dữ vậy? Bán bình dân mà chị làm nhà mà. À, cái này là cái gì đấy chị? Cái này là bánh mì chiên lên chiên giòn, thấy tóp mỡ á. À. Wow, à vậy là cái này. Cái này là bánh mì chiên giòn thế nó mỡ đúng không? À đúng rồi. Wow, thế còn cái này chị? Cái này là tôm khô tôm cháy á. À tôm cháy, cái này mình tự mình chiên lên cũng chiên lên. Mình rang lên cho nó khô luôn. Đúng rồi, đúng rồi. À. Anh. Đây. À món ngon nhà là. Các bạn thấy không ạ? Đây là bánh. Đây quý vị các bạn có thể thấy địa chỉ là Ly có quay cho mọi người nhé. Bánh Bèo Huế ở số 419 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5. Và có cả số điện thoại ở trên này luôn. Nếu mà các bạn muốn ăn thì có thể gọi điện và chị chủ rất là dễ thương. Giao hàng tận nơi luôn nha. Giao hàng tận nơi mà bạn nào nhiệt tình quá thì free luôn đấy. Nói đùa vậy thôi chứ mà một hộp bánh như vậy thì rất là rẻ. Ví dụ các bạn có thể thấy này. Mở luôn nhé. 15 ngàn một phần cũng có em. 15 ngàn một phần cũng có. Tùy vì nhiều bạn nào, các bạn nào mà ăn ít hoặc ăn nhiều. Nhưng mà ăn ít thì chị cũng vẫn bán 15 ngàn để cho ai cũng có thể thưởng thức được món ăn này. Đây có. Thấy không? Có cả chả quả chả luôn nhé. Các bạn thấy thì cái này là chả Huế em. À chả Huế. Các bạn thấy cái này không ạ? Đây không phải là tóp mỡ đâu nhé. Không phải tóp mỡ heo đâu mà đây là bánh mì. Thay vì chúng ta ăn tóp mỡ heo thì rất là ngấy đúng không? Chị đấy lấy bánh mì rồi rang giòn lên đúng không? Chiên giòn lên. Ăn thì ăn sẽ rất là bùi và không bị ngấy nữa. Còn cái đây này. Cái này là tôm cháy. Tôm cháy này, thấy không? Tôm cháy. Thì nói chung là tất cả mọi thứ đây đều chị đều tự làm hết. Rất là sạch sẽ. Sạch sẽ cực kỳ luôn đấy.
Vâng, thử nhá.